Vậy là thánh lễ tạ ơn Chúa và chia tay cộng đoàn giáo xứ vào chiều Chúa Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 đã là lần cuối cha Anton dâng lễ với cương vị cha giám quản của giáo xứ Vỉ Nhuế. 6 năm, 5 tháng, 23 ngày, tính thời gian thì thật quá ngắn ngủi, nhưng tình cảm yêu thương nâng đỡ, hướng dẫn và dạy dỗ mỗi người trong giáo xứ chúng con thật bao la, thật khó để diễn tả bằng lời. Nhớ lại ngày 14 tháng 6 năm 2014, bà con giáo dân giáo xứ Vỉ Nhuế chúng con hân hoan đón chào cha về với giáo xứ thi hành mục vụ trong cương vị là giám quản. Với hình ảnh một người cha hiền lành, trong lòng tràn đầy lửa tình yêu Thiên Chúa và ngập tràn niềm vui. Để từ đó đến nay, không một giờ nào cha thôi hành động cho đời sống đức tin trong giáo xứ ngày một phát triển vững mạnh. Từ khi cha nhận nhiệm sở, với sự năng động đầy nhiệt huyết, tận tụy hy sinh, việc đầu tiên cha đã làm chính là việc xây dựng con người, mà nền tảng chính là các em thiếu nhi. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên cùng ban chấp hành giáo xứ, cha có chia sẻ: chúng ta muốn xây dựng một ngôi nhà thì điều đầu tiên phải làm là từ móng, mà nền móng của con người chính là từ các em thiếu nhi. Cho nên tôi chú trọng vào các em để giúp các em ngoan hơn và hoàn thiện hơn. Cùng với việc xây dựng đức tin của mỗi người trong giáo xứ, cha cũng quan tâm đến việc kiến thiết và trùng tu các công trình trong giáo xứ. Cuối năm 2015, nhờ sự cố gắng của cha giám quản cùng bà con giáo dân trong giáo xứ, công trình tu tạo vườn thánh, nơi an nghỉ cho những người quá cố, đã được khởi công và hoàn thành đầu năm 2016. Ngày 26 tháng 10 năm 2016, sau khi đã họp bàn và thống nhất với ban hành giáo cũng như những người hữu trách, cha đã khởi xướng việc đại trùng tu nhà thờ để ngôi nhà thờ được bền vững với thời gian. Sau 8 tháng thi công, với sự nỗ lực của cộng đoàn giáo xứ Vỉ Nhuế, sự giúp đỡ từ quý vị ân nhân, công trình đại trùng tu ngôi nhà thờ đã được hoàn tất và được Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli về dâng thánh lễ tạ ơn vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. Xét thấy những nhu cầu mục vụ, Ngài đã cho khởi công xây dựng ngôi nhà mục vụ vào tháng 1 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 thì hoàn thành. Đức Hồng Y Ferro đã về chủ sự nghi thức và làm phép ngày 12 tháng 5 năm 2018. Cùng với đó là công trình nhà truyền thống được xây dựng bằng chính vật liệu gỗ từ ngôi nhà xứ cũ xưa kia cũng được hoàn thành ngay sau đó. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, bức phù điêu các thánh tử đạo Việt Nam tại khuôn viên hang đá cũ được hoàn thành. Trong thánh lễ kỷ niệm 35 năm phong hiển thánh cho 117 vị thánh tử đạo và khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam, cha giám quản Anton đã cử hành thánh lễ và làm phép bức phù điêu 117 vị thánh tử đạo. Tháng 8 năm 2020, khởi công xây dựng hang đá và được làm phép vào đại lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8. Đó chỉ là một số công việc điển hình mà cha đã hoàn thành cho giáo xứ chúng con, và còn rất nhiều công trình lớn nhỏ khác trong các giáo xứ giáo họ, nơi mà cha coi sóc cũng được cha khởi xướng và chung tay giúp sức hoàn thành cách tốt đẹp. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, cha đã dành nhiều công sức để xây dựng một cộng đoàn dân Chúa hiệp nhất yêu thương. Qua các sinh hoạt của các hội đoàn, cha còn xây dựng các hội đoàn đạo đức như Hội Bà Thánh Đê, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hội Gia Đình Trẻ, và đặc biệt thành lập Sứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể với tên gọi Sứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể do An Don Bosco. Niềm mong ước và trăn trở từ khi cha đặt chân về với giáo xứ đã thành hiện thực. Để được như ngày hôm nay, thực sự chỉ có Chúa làm việc qua cha và bằng lời cầu nguyện của cha, giáo xứ chúng con chỉ là những người cộng tác và thi hành. Chúng con biết rằng
bao dự định của cha còn dở dang, bao nỗi buồn còn vương vấn, giáo xứ chúng con còn nhiều khiếm khuyết và sai lỗi. Không buồn sao được khi mảnh đất giáo xứ thân yêu này, từ nơi nhà thờ đến những con đường trong giáo xứ, đã từng in đậm những dấu chân mục vụ của cha qua các cử hành phụng vụ, để rồi giờ đây phải chia tay với những gì vốn đang êm ả và ổn định, để đi đến nơi mới với nhiều xa lạ, nhưng vì lợi ích chung của giáo phận, với sự mục vụ của người mục tử, và vâng theo ý bề trên mà cha phải rời xa gia đình giáo xứ vỉ nhuế chúng con để mang lời Chúa đến với những miền đất mới. Nhưng dù cha có đi xa, thì trong sâu thẳm trái tim những người con giáo xứ vỉ nhuế vẫn luôn dành sự yêu mến và biết ơn. Chúng con xin được chân thành ghi ơn cha, một người cha hết lòng vì đoàn chiên. Chúng con xin cầu chúc cha luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn thánh của Thiên Chúa qua lời cầu chuyển của Thánh Antôn Quan Thầy, Đức Mẹ Maria và các thánh, để cha chu toàn sứ mạng Chúa trao nơi môi trường mới, trong một sứ mạng mới. Chúng con xin cảm tạ và tri ân đến cha.